Chào cả nhà nha, đã quay trở lại với kênh fan công chúa với hoàng tử của mình nha cả nhà. Hôm nay thì có tin vui nè cả nhà. Mới đây thì anh Bảo có livestream chia sẻ về hành trình anh Bảo Bảo với lại Jack Long. Sáng hôm nay đã bay ra Hà Nội và đến nhà một người bạn. Cô cũng là một người fan của Jack Long. Thì mọi người đã cùng với nhau gặp lại ở ngoài Hà Nội và cùng nhau tổ chức một buổi gặp mặt hết sức là ấm cúng tại nhà, và mọi người đã cùng với nhau nấu món bún cua. Đây là một món ăn cũng nhìn khá là hấp dẫn nha mọi người. Thì anh Bảo có livestream lại chia sẻ là tầm gần 8 giờ thì anh Bảo đã bay ra Hà Nội, tới Hà Nội. Và Jack Long cũng có mặt trong buổi live của anh Bảo. Thì mọi người cũng có hỏi thăm là không thấy Jack Tí với lại công chúa bánh mì đi. Thì anh Bảo cũng có trả lời là hôm nay chỉ có anh Bảo và Jack Long cùng một vài cô ở trong FC của Jack Long ra Hà Nội để ngày mai mọi người cùng nhau đi làm từ thiện đó mọi người. Thì trong buổi livestream thì cô chủ nhà cũng có chia sẻ là các món quà đi đến thăm đồng bào, giúp đồng bào bà con khó khăn vượt qua sau cơn bão lũ vừa rồi là những vật dụng khá là thiết yếu như là quần áo, rồi thêm nữa là bao lì xì. Rồi nếu những hộ nào khó khăn quá thì sẽ có bao lì xì to hơn, tức là nếu mà có tiền nhiều thì cho nhiều. Cái này cũng là tùy lòng hảo tâm thôi, tinh thần tự nguyện là chính. Và nếu mà hộ nào thật sự khó khăn thì sẽ tặng tiền nhiều hơn một tí để mọi người có thể trang trải cuộc sống, chẳng hạn như mua tôn hoặc là mua xi măng hay là cát đá gì đó để có thể chỉnh trang lại cái chỗ ở của mình. Thì sự góp ý của cô fan chủ nhà rất là dễ thương nha mọi người. Thì anh Bảo Bảo cũng đã ghi nhận và mọi người đã cùng tâm sự trong cái buổi live này. Thì anh Bảo Bảo cũng có thông báo một tin khá là vui là ngày 27 tháng 10 sắp tới đây là kỷ niệm một năm tròn Jack Long lần đầu tiên ra mắt MV cái bài Vú ơi đó mọi người. Thì sau khi đoạt giải Á quân Tuyệt đỉnh song ca cùng với ca sĩ Hồ Khắc Tùng thì Jack Long đã chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Thì nhận được cũng rất nhiều những sự giúp đỡ của các đồng nghiệp. Thì anh Bảo Bảo là người đứng ra trực tiếp quản lý, cũng như bây giờ là người anh hết sức là thân thiết ở cùng nhà với ca sĩ trẻ Jack Long. Hai anh em thì rất là thân với nhau, đi đâu cũng có nhau. Anh Bảo chia sẻ ngày 27 tháng 10 sắp tới đây là tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ở tại Tư Gia, ở trên sân thượng. Mà hôm trước anh Bảo Bảo có livestream chia sẻ cảnh mọi người trong gia đình cùng nhau dọn dẹp cái nơi này để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ fan. Thì anh Bảo Bảo cũng có chia sẻ cũng chỉ một số ít fan từ trước đến giờ, vì không gian nhà ở trên sân thượng của anh Bảo cũng nhỏ, do đó sức chứa từ khoảng 20, 30, hơn 30 người thôi, cũng không có chứa được nhiều người. Do đó mọi người nếu muốn tham gia cái buổi tiệc này thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Bảo Bảo để đăng ký nha cả nhà. Vì số lượng người có giới hạn, mọi người hãy nhanh tay đăng ký nha. Nếu muốn gặp gỡ, giao lưu, nghe Jack Long hát live, rồi có thể là chụp hình, nói chung là được gặp idol ở ngoài đời thì thú vị lắm á cả nhà. Mong là cả nhà nào, mọi người ở gần ở thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ với anh Bảo để có thể tham dự buổi gặp gỡ fan tổ chức một năm tròn ngày thành lập SC của Jack Long nha cả nhà. Thì rất nhiều fan hỏi thăm là hỏi vui không biết anh Bảo làm mấy mâm để
chiêu đãi mọi người trong cái buổi gặp gỡ fan kỷ niệm một năm này. Thì anh Bảo cũng chia sẻ anh làm ba mâm, nhưng mà mâm nào cũng rất là to, rất nhiều món ăn. Nói chung sự chuẩn bị của anh Bảo rất là chu đáo nha mọi người. Trước đó mình thấy đã chuẩn bị chỗ rồi. Thì với tay nghề nấu ăn như vậy nữa, chúng ta thường xuyên xem livestream thì thấy anh Bảo với lại Sắc Long cũng thường xuyên làm đồ ăn rồi bán các món ăn vặt, đều được mọi người để lại feedback là ngon. Vì thế mình nghĩ chắc cái bữa tiệc này anh Bảo cũng sẽ có được những cái món công phu và cực kỳ hấp dẫn. Thì anh Bảo cũng nói là trong chương trình gặp gỡ lần này sẽ có khá nhiều tiết mục, ngoài hát giao lưu cũng như chụp ảnh rồi sẽ có thêm một số cái tiết mục rất là thú vị. Nếu mà mọi người tham dự thì sẽ biết nó thú vị đến chừng nào. Cũng có nhiều khán giả để lại câu hỏi là không biết ra Hà Nội lần này của anh Bảo với lại Sắc Long là làm cái gì. Thì có lẽ anh Bảo với Sắc Long cũng không có thông báo trước về việc làm thiện nguyện này, tại vì việc làm thiện nguyện là đến từ tâm. Do đó anh Bảo Bảo cũng không hề kêu gọi hay là nói trước cho ai biết, mà bây giờ trong live thì mới có chia sẻ. Mình xem live mình mới biết, nên mình chia sẻ cho cả nhà biết. Mọi người cũng có hỏi thăm anh Bảo trong cái live là không biết cái bữa tiệc ngày 27 tháng 10 sắp tới đây có mặt công chúa Tuyết Nhung hay không. Thì anh Bảo Bảo cũng nói là cũng đã gửi lời, gửi thiệp mời đến Tuyết Nhung, nhưng mà thật sự thì không biết Tuyết Nhung sẽ có mặt hay không. Vì Tuyết Nhung nếu mà có thời gian thì sẽ đến, còn chỉ sợ là Tuyết Nhung bận đi quay chương trình đó mọi người. Nếu mà Tuyết Nhung bận đi quay chương trình hoặc là bận biểu các show diễn thì không thể nào đến được. Thì nói chung cũng chưa biết chắc chắn 100% là công chúa có đến cái bữa tiệc này hay không. Nhưng mà trên tinh thần là anh Bảo Bảo với lại Sắc Long đã mời rồi, thì mọi người hãy cùng chờ đợi xem công chúa có đến buổi tiệc kỷ niệm một năm của FC Sắc Long hay không nhé. Đó là thông tin của ca sĩ trẻ Sắc Long với lại anh Bảo ngày hôm nay nha cả nhà. Còn về thông tin của Tuyết Nhung thì hôm nay mình thấy trên poster của trang fanpage Thúy Nga Paris by Night, hình poster là một bên là show của nghệ sĩ hài Hoài Linh, và có mặt của Tuyết Nhung cũng được đặt một cách rất là trang trọng ở trong cái poster này, chứng tỏ là trung tâm Thúy Nga cũng khá là có một sự quan tâm đặc biệt đến công chúa của nhà chúng ta nha cả nhà. Thì lần show này, show 138, thì cả Tuyết Nhung với lại Thiên Ngân đều được bà chủ của trung tâm Thúy Nga mời đến show của danh hài Hoài Linh lần này. Phải nói là cô Thủy cũng khá là thương các bé con của chị hai, và hiện tại thì sự yêu mến của fan hâm mộ dành cho các bé khá là nhiều, và trung tâm Thúy Nga cũng rất biết nắm bắt cơ hội. Hy vọng Tuyết Nhung, Thiên Ngân lần này sẽ tiếp tục có những cái màn trình diễn hết sức là ngoạn mục, thu hút fan hâm mộ nhiều hơn nữa, để có thể tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật, chinh phục được nhiều tầng lớp khán giả của Thúy Nga Paris by Night. Thì đó cũng là một cái sự thành công phải nói là rất là đáng khen với sự nỗ lực của Tuyết Nhung với lại Thiên Ngân trong thời gian qua hén cả nhà.